Mặc dù không trực tiếp ảnh hưởng nhiều tới đất liền, nhưng thời tiết trên biển lại đã chuyển xấu khi mà 32 ngư dân trên đường tránh trú bão đã gặp nạn gần khu vực quần đảo Trường Sa. Hiện công tác kêu gọi tàu thuyền đang được các địa phương tích cực triển khai. Theo hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam, tàu cá QNG 95771 bị hỏng máy và xin cứu hộ khẩn cấp tại vị trí có tọa độ 8 độ 49 phút Vĩ Bắc, 112 độ 39 phút Kinh Đông, cách đảo Đá Tây khoảng 24 hải lý, thuộc địa phận huyện đảo Trường Sa. Do ảnh hưởng của bão số 1, tại vị trí gặp nạn, gió mạnh cấp 6 đe dọa sự an toàn của tàu và ngư dân. Trong khi đó, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, hiện đã hướng dẫn cho 26.898 phương tiện, thông tin đến 120.108 người về diễn biến cơn bão số 1 để chủ động có các phương án di chuyển phòng tránh. Qua thống kê, vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa ảnh hưởng của bão số 1 hiện vẫn còn 43 phương tiện với 479 người đang hành nghề khai thác hải sản trên biển.